Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình chúng ta trong bản tin của buổi tối hôm nay. Và lời đầu tiên cho Long kính chúc đại gia đình mình buổi tối bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, buổi tối hôm nay thì Long cũng xin gửi đến cho đại gia đình mình một cái bản tin rất là hấp dẫn. Tại vì sao mà Long dùng cái từ hấp dẫn ở đây? Có nghĩa rằng là thưa với quý vị, bây giờ là có nghĩa là được nước lấn tới, được nước lấn tới. Thành ra là các cái chị đại ở bên cô sáu đã vùng lên rất là dữ dội. Và thưa với quý vị, một ngày ví dụ tôi nói đơn giản, cái cô xăm mì của Linh Líp là một ngày 3-4 líp. Và cô Hồ Tiền một ngày cũng 3-4 líp. Rồi bên cái truyền thông DV đó cũng là một ngày 3-4 clip. Đó là những cái kênh mạnh, có tiếng nói mạnh, mà phải nói rằng là người ta họ nói rất là mạnh mẽ luôn. Mà đôi khi họ cũng dùng những cái từ ngữ mà mình cho rằng là nó cũng coi như rằng là tôi nghe đó là nhức cái đầu luôn. Thì huống thay chi là những người trong cuộc mà nghe thì tôi nghĩ chắc có lẽ là không thể chịu nổi, phải nói là như thế. Thì tôi thấy rằng là từ khi mà cái vụ mà quỹ hợp đồng với luật sư Kha cho đến hôm nay là tôi thấy càng ngày nó càng sôi động lên, càng ngày nó càng coi như rằng là nổi cộm lên. Và nó còn cái như rằng là giống như rằng là tôi nói đây là một cái trận mà vỡ trận, trận chiến đã vỡ trận rồi đó, vỡ trận. Thành ra là bây giờ là hai bên coi như cấu xé với nhau. Nhưng mà tôi cho rằng là thưa thật với quý vị, mặc dù á là bên cánh tả bây giờ là đội quân của cánh tả cũng rất là đông, nhưng mà tiếng nói thì không mạnh bằng bên cái đội kênh đội cánh hữu. Thì thưa với quý vị á, hai đội quân này bây giờ tôi nói với quý vị nè, lăn xả ra nhau mà cái gì chơi, người thì dùng bằng trí tệ, người thì dùng bằng cái như rằng là giờ nó dùng cái từ gì ta, có nghĩa là dùng cái mỏ hổn để mà đấu nhau. Thưa với quý vị là nó phải nói là tôi nói thay bây giờ là vô cùng phức tạp và vô cùng căng thẳng. Thì chính vì cái điều đó thì thưa với quý vị rằng là tôi đã nhận thấy được tất cả cái đôi điều mà tồi tệ trong cái câu chuyện này sắp sửa sẽ xảy ra. Thì thưa với đại gia đình mình, nếu như vậy thì Long xin hỏi đại gia đình mình, cái cuộc chơi này rồi đây ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ là người chiến bại? Tôi phải dùng cái từ chiến bại nha, chứ tôi không nói từ thất bại. Ai là người chiến thắng và ai là người chiến bại? Chiến thắng là chiến thắng toàn tập, còn chiến bại là có nghĩa là ban đầu thì chiến đó, nhưng mà sau là bại. Quý vị hiểu không? Là vừa chiến mà đến lúc cũng chiến dữ lắm, nhưng mà đến cuối cùng là bại, chứ không có được mà chiến thắng. Thành ra là bây giờ nó thật quý vị, trời ơi, cái câu chuyện này nó giờ nó phức tạp kinh khủng luôn, không thể tưởng tượng được, phải nói là như thế. Nó vô cùng phức tạp. Tôi nói với quý vị rằng là bây giờ trời đất ơi, quý vị cứ nghĩ đi, bên phía cánh tả thì chỉ thấy cái gì thì nói cái đó, thấy cái gì thì nói cái đó. Còn bên cánh hữu thì thưa với quý vị, bây giờ mấy cô mấy chị đại này là bây giờ moi móc và đã coi như rằng là có những cái bằng chứng đưa ra rồi, cụ thể rồi mới coi như rằng là nói. Thì như vậy thì khiến cho cộng đồng mạng người ta nghe đó thì họ sẽ thích nghe những người mà họ nói có căn cứ, họ đưa ra cái bằng chứng. Thì bây giờ thưa thật quý vị, dù là mặc dầu là cái bằng chứng của phía ví dụ như cái cô ở cái như là Hồ Tiền ở Malai đó, thì mình không biết rằng là nó được 70%, 80%, 90%, 200%, nhưng mà đó là bằng chứng. Thì có nghĩa rằng là người ta nghe, người ta xem, người ta vẫn thấy hấp dẫn hơn, mà cái độ tin cậy cũng cao hơn. Thế đó, thành ra quý vị thấy không? Nguy hiểm chưa?
đi sai một nước cờ là có thể bại hoại, à có thể bại hoại. Đi sai một ly á, à thì đi một dặm, thưa với quý vị, à, sai một ly là đi một dặm. Thành ra là cái câu chuyện này nó bây giờ nó không phải là giống như rằng là cái câu chuyện ban đầu, mà nó lại phức tạp gấp ngàn lần lúc ban đầu. Thì rồi đây coi thử ai là người mình đồng giá sắt mà chịu nổi với những cái đợt mà đấu đá như thế này hay không. Mình không giống cái từ là khác, nhưng mà mình dùng cái từ đấu đá thôi. Có chịu nổi hay không những cái đợt mà tấn công như vậy. Rồi thì bây giờ nói thật với quý vị, mà mỗi một khi đó, một khi mà chịu không nổi á, mà bức á, mà vỡ trận bỏ chạy á, bỏ chạy là ai là người chạy đầu tiên? Chắc quý vị cũng hiểu rồi, ai là người chạy đầu tiên, và ai là người bỏ của chạy lấy người, ai là bỏ của chạy lấy người đầu tiên. Mà khi đã chạy rồi đó thì thưa chú quý vị, bỏ lại phía sau lưng ngổn ngang sát pháo. Tôi dùng cái từ sát pháo thôi nha. Bỏ lại sau lưng ngổn ngang sát pháo. Chứ bây giờ rồi, bây giờ những cái sát pháo đó ai là người cứu họ, ai là người lượm lặt họ, ai là người có thể là giúp đỡ họ. Đừng có nằm đó mà mơ tưởng ha. Còn bây giờ nói thật với quý vị, có nhiều anh YouTube ở bên phía cánh tả bây giờ vẫn còn coi như mơ mộng hảo quyền, vẫn nghĩ rằng là sẽ có người chống lưng, sẽ có người bảo kê, sẽ có người che chở, sẽ có người lo lắng. Nhưng mà đó là cái điều mà người ta họ chỉ nghĩ trong cái ý thức của họ nghĩ thôi, cái ý thức bây giờ thôi. Chứ còn nói thật với quý vị rằng là cái ý thức này người ta họ đang coi như là quá mù quáng họ mới nghĩ như vậy. Chứ còn nếu như người ta họ mà họ chịu sáng suốt ra thì họ không nghĩ như vậy đâu ha. Không nghĩ như vậy đâu. Nhưng mà rồi á, một mai đây á, nếu như mà đã thất trận rồi thì ai còn ai dám lên tiếng nữa không? Rồi những người này liệu họ có còn dám coi như vinh vang và nói cái điều này điều kia không? Rồi hết cái drama này rồi đến cái drama khác thì liệu những người họ họ nói sai sự thật, họ làm không đúng, rồi mai mốt họ có dám lên tiếng để nói những cái drama tiếp theo hay không? Rồi mà nếu như chắc chắn là tôi nghĩ là họ sẽ dám đó, họ sẽ nói đó. Nhưng mà họ nói rồi thì có người nghe hay không? Đó mới là quan trọng. Có người nghe hay không? Quan trọng là có người nghe hay không chứ. Chứ không phải rằng là cũng giống như Long bây giờ nó thật với quý vị. Trong vòng ngày hôm trước Long thông báo, qua ngày hôm sau là các cô chú anh chị khuyên Long nên xóa để cho dẹp sạch cái kênh của mình. Thứ hai nữa, khỏi có phải là mang tiếng kiếm tiền YouTube, hay là cái chuyện mà nó thật với quý vị để lại những cái clip đó là người ta nghĩ là chắc có lẽ là mình đó là còn vẫn còn mê muội, vẫn còn say đắm, vẫn còn lạc đường, là lầm lối để lại đó. Người ta họ xem, họ vô tình họ nghĩ là mình là như vậy. Thành ra thì tốt hơn tôi thưa thật với đại gia đình, tôi xóa sạch. Thành ra tôi nói thật quý vị, kênh YouTube thứ nhất mà xóa clip nè ha, chỉnh sửa clip nè, rồi ví dụ như là có những cái mà ví dụ như là người ta họ report mình nè, thì bây giờ nó bị cái kênh bị tổn thương rất là nặng, YouTube nó không đề xuất và không có sự tương tác. Thành ra thưa với quý vị á, trong khi đó đó thì cái kênh mình nó xuống cấp, thì một cái clip mình được vài ba ngàn, ba bốn ngàn thì được bao nhiêu, được vài ba đô, 4-5 ngàn thì được vài ba đô thì được mấy chục ngàn quý vị. Thành ra mình tha thiết gì mình để. Chẳng qua mình làm cái này làm cho vui, làm đam mê và làm để hỗ trợ, đóng góp cái chính kiến của mình để hỗ trợ người ta. Nhưng người ta không biết quý trọng, người ta không hiểu được cái tính nhân văn của cái câu chuyện mà người khác họ đến họ giúp mình. Rồi cuối cùng họ lại nghĩ rằng là ai tự đến rồi tự đi. Trong đó nó thật với quý vị, đau đớn nhất là phải nói đầu tiên, đầu tiên là Lê Tính, rồi sau đó Thám Tử Cao, Trang Vina, Thái Dương, rồi luật sư Kha,
rồi đến cuối cùng là Nguyễn Đức Long. Thì thưa với quý vị, có Mi Xu Thiện nữa chứ. Thì đó, thì quý vị nghĩ đi, những người này đã từng giúp đỡ ủng hộ người ta hết mực, còn những mấy người kia thì Long không nhìn thấy như thế. Long cũng như là nhìn thấy rõ ràng là như vậy, và bản thân Long cũng đã từng giúp như vậy đó, y vậy đó. Mà bản thân Long thì chưa bao giờ mà có một cái tiếng nói, một cái câu nói nào mà có thể là xúc phạm họ, mà cuối cùng bây giờ họ lại đưa mình lên thớt. Quý vị thấy không? Như vậy thì họ cho mình làm, lấy mình họ làm cái đồng kê tấm thớt. Thì tôi nói đây là một cái sự mà gọi rằng là lấy ơn mà báo oán. Người ta họ lấy oán, lấy oán báo ơn. Như vậy là người ta họ lấy oán để họ báo ơn cho mình. Còn mình thì đem ơn để báo oán. Quý vị hiểu không? Mình đem ơn mình báo oán, còn họ thì lấy oán để báo ơn cho mình. Thì tôi nghĩ đây là cái giọt nước tràn ly đúng y như vậy, trở về cái vị trí cũ từ ban đầu. Cái cô này có nói rằng là thưa kiện tranh chấp nhà cửa là tất nhiên là giọt nước tràn ly. Và cái tiêu đề vừa rồi đưa hình ảnh của tôi lên trên trang cá nhân của cổ cũng nói là giọt nước tràn ly. Trong đó có 5 người, trong đó có tôi nữa là 5 người, cũng nói là giọt nước tràn ly. Thì thưa với quý vị, những cái giọt nước tràn ly này bây giờ nó không còn giá trị nữa đúng không? Thì thôi, thì bây giờ tràn thì tất nhiên nó phải lưng thì thôi mình đổ luôn chứ mình để gì nữa hả? Đúng không? Chứ tràn rồi hút lại sao được, mà hút lại nó cũng dơ bẩn lắm, thôi bỏ luôn đó. Thì bây giờ Long cũng nói thật với quý vị cái câu chuyện này rồi đây, ai là người gánh lấy cái hậu quả khi vỡ trận mà cái chị nữ tướng này chỉ cái gì rút quân, chỉ rút lui, thì bây giờ để lại xác pháo đó, ai là người chịu trách nhiệm và ai là người coi như rằng là dọn dẹp cái này đó. Cái đó mới là cái quan trọng đó, cái đó mới là cái quan trọng đó. Và có nhiều người họ cho rằng cái chị đại này chỉ đang coi như thao túng quyền lực trong cái gia đình này. Thì bây giờ liệu những con người mà họ đã bị cái chị đại này thao túng thì rồi đây họ biết dựa ai? Bây giờ thì một lời nói ra cũng là chị ruột, hai cũng chị ruột, ba chị ruột, yêu con lắm, thương chị em anh em con lắm, cái gì cũng lắm. Rồi mai mốt đây đừng có bao giờ hả hồng khóc và kêu gào cộng đồng mạng một lần thứ hai nữa là cứu con ha. Tôi tin điều đó không có ngày xảy ra. Còn nếu như mà có xảy ra đó thì đừng có nằm đó mà mơ là cái câu chuyện mà cộng đồng ơi, các cô chú ơi, các anh chị ơi, cứu con thế này thế kia. Ngày xưa đó, ngày 20 tháng 3 cũng đã từng đứng ở trên một cái nơi mà tôi nói gọi là linh thiêng nhất, là một cái nghĩa trang lớn ở Bình Dương, đã từng kêu gọi cộng đồng mạng, cầu cứu cộng đồng mạng, các cô chú ơi, các ông bà ơi, anh chị ơi, cứu con. Mà rồi bây giờ hỏi quý vị, cái câu cầu cứu đó người ta họ đã giúp cho mình rồi, họ giúp cho mình một cách trọn vẹn rồi, thì bây giờ mình lại đem đi phủi ơn người ta đó. Quý vị thấy ghê chưa? Quý vị thấy có sợ không chứ? Có sợ không đó? Bây giờ rồi cuối cùng đó, thì bây giờ tôi nói thật quý vị, tôi cũng hết sức là buồn. Nếu như mình không nói thì người ta cho nói mình ngu, mình không biết. Người ta họ trèo trên đầu mình, họ cởi trên đầu mình, họ ngồi mà mình lại không biết. Thành ra Long cũng phải tức quá, buồn quá, hối hận quá, nên Long phải làm mấy cái clip này để gửi đến cho đại gia đình chúng ta có cái nhìn thực tế. Chứ trong tương lai thì chắc có lẽ Long cũng không có thiết tha, không mặn nồng đến cái câu chuyện này nữa. Thưa với quý vị là như thế. Thì trong tương lai Long sẽ không bao giờ nhắc đến cái câu chuyện này, và không bao giờ nhắc đến căn nhà số 5, và không bao giờ nhắc tên những con người này nữa trên kênh của Long. Trong tương lai là như thế. Rồi thì thôi, đến đây Nguyễn Đức Long cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình đã quan tâm theo dõi. Và cuối clip Long cũng xin cầu chúc
các cô chú, các anh chị, các bạn, các em một buổi tối vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Tối nay thì Long lại không live được tại vì Long đã có công việc, thành ra là Long đang quay phim. Tối nay Long quay đêm, thành ra Long không có live được. Thì mong đại gia đình thông cảm. Rồi thì thôi, đến đây Long xin chào quý vị nha. Chào đại gia đình nha. Chúc đại gia đình buổi tối vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha. Bye bye nha.